Chào mừng mọi người đến channel của Gia Đình nha. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người mẫu salon tó đèo nha mọi người. Và mẫu này hiện tại chỉ có 7.900.000 thôi nha mọi người. Rất là rẻ phải không ạ? Thì đây xin giới thiệu với mọi người cái băng ghế dài này trước này. Thì mọi người có thể thấy là ở trên nó sẽ chạm tó đèo. Đó. Chạm tó đèo. Và ở dưới thì cái phần tựa thì mọi người có thể thấy nó hơi cong ra một xíu nên ngồi rất là thoải mái nha. Và điểm nổi bật của những cái sản phẩm bên nhà mộc ấy, thì hoàn toàn là xài bằng mộng hết, mộng trên mộng dưới. Đó, mọi người có thể thấy không, mộng đấy, hoàn toàn là xài bằng mộng hết. Nên mọi người có thể xài bộ ghế này 20 năm là chuyện bình thường nha mọi người, rất là chắc đấy. 20 năm là chuyện bình thường luôn nha mọi người. Và bên cạnh đó là cái mặt này là mặt gỗ hồng đào hay còn gọi là gỗ xoan đào á, và mặt này sẽ là dày 1/3 nha, 1/3 nên mọi người có thể đi đứng ở trên đây rất là thoải mái nha mọi người. Đây, đi trên tay cho mọi người xem luôn này, đứng dậy thoải mái nha mọi người. Tại vì những cái hàng của bên nhà mộc ấy là hoàn toàn xài mộng hết nên rất là chắc chắn nha, chứ không phải là hàng mà xài là tôi dính nó rút hay rớt ra cho mọi người. Đây, cho mọi người xem thêm cái ghế con này nữa này. Thì ghế cái kiểu này là kiểu cột tay 10 nha, nên mọi người có thể thấy là cái phần tay nó rất là vừa, nó không to quá, rất phù hợp, rất đại khái nó nằm ở tầm trung. Mình phòng khách từ 20m² thôi là mọi người đã sở hữu được cái bộ này rồi nha mọi người. Và ngồi thì rất là thoải mái nha, rất là thoải mái nha. Mình rất thích cái tó đèo này. Tại vì sao vậy? Cái phần tó này mình có thể ngả ra đằng sau này, rất là thoải mái nha. Và cái phần lưng như mình nói với mọi người ấy là cái tựa ghế nó hơi ngả ra. Do vậy khi mình ngồi vô này mọi người thấy không? Rất là thoải mái. Cho mọi người xem lên phần ở dưới này. Đó. Chất cây ấy, toàn bộ là sẽ là gỗ chèm hết, nhưng riêng mặt sẽ là gỗ hồng đào hay gỗ xoan đào. Đó mọi người thấy không? Gỗ hồng đào, xoan đào thì mặt nó sẽ khác những cái phần khác. Và đặc biệt đó, mọi người có thể thấy là bên nhà mộc làm mộc rất là sâu nha, nên mới bảo với mọi người là bộ này xài tối thiểu là 20 năm là như vậy. Và bên cạnh đó là mặt này, chạm mà yếm cũng chạm thôi nha mọi người. Giá của nó chỉ có 7.900.000 thôi nha mọi người. Và nếu mọi người không thích cái màu đỏ như vậy á, thì bên cạnh đó nó sẽ có màu này màu cam chứ. Thì bên cạnh đó nó sẽ có màu nâu hoặc là màu vàng nữa nha mọi người. Đó. Và đừng quên là giao hàng tới mà không giống như mô tả thì mọi người trả hàng cho mộc hoàn toàn miễn phí nha mọi người. Rồi, chúng ta cùng nhau xem lại clip sản phẩm thêm một lần nữa. Và đừng quên đăng ký kênh của mộc nhé. Cảm ơn và chào mọi người.